Chào các bác nhé, hôm nay em có một ít mai em tưởng giao lưu với các bác. Đây, ví dụ những cây này đang bắt đầu chuẩn bị lọc rồi. Những cây này thì tầm khoảng 300 thôi. Đấy. Đây, những cây này đã vào thế gắng uốn rồi. Đây là lụ này. Những cây này thì tầm khoảng 500 các bác nhé. Đấy, những cây này tầm khoảng 500 này. Đã vào khung muốn rơi các bác rồi. Những cây này là 500 này. Đây là nụ các bác. Đây là 500 này bao gồm cả chậu các bác nhé. Những cây thô thô cái này thì tầm khoảng 400. Đã vào chậu sẵn đây này. Đây, đây là khoa. Những bông này nở sớm mình không nói. Đây vẫn còn nụ đây. Đây cái loạt này 5-600, 3-400 cũng có. Các bác cứ qua nhà vườn em thì lựa chọn nó dễ. Đây, đây là lọc này. Lọc bên đây là nụ này. Toàn lọt cho ai lại khoảng 300, 400, 500, 600. Đây toàn là lọc rồi. Các bác nhìn này. Mai này em đang nuôi. Bán tiền thì cũng bán bớt đi. Mà nó chỉ có mấy trăm thôi, bằng cây đào thôi. Mà mình về mình còn chơi được lâu dài. Sang năm mình thích thì mình để chậu này, mình chưa bonsai sai không thích thì mình lại đập ra. Để mình cho ra đất cho nó to. Đây nụ. Hàng này hàng già lắm mà các bác nhé. Hàng già chát à. Các bác có nhu cầu thì alo số điện thoại em là 0936 808 900. Đấy, cây mai cho ai 3, 400, 500, 600. Các bác thích cây to thì đi ra đằng trước. Cái loạt này là bé bé về dễ chở, một mình chở xe máy thoải mái. Này. Đây, cây to như kiểu này. Đây, bóng tán này. Còn đây là mai này, mai Việt Nam. Đây, mai Việt Nam này. Đây là cây mai miền Nam nhé. Cây này thì cũng rẻ thôi, 1-2 triệu. Đây là mai tớ nhé. Đây, đang bắt đầu. Nhìn nụ này. Đây là mai tớ coi nhé. Ở đây là mai miền Nam này. Nhìn nụ chạp vào. Những cây này cũng rẻ thôi, 2-3 triệu thì 3-4 triệu cũng có. Bắt đầu đấy ta chơi cây cao để đầu cống này. Đấy, trên bóng tán này nhá. Đấy, cao hôm nay đấy, cái này thì đẹp tết này. Cái này thì năm nay nở rồi. Cây nhà em thì được cái là em thuần trên chậu hết rồi. Về các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Muốn sang chậu khác hay là trồng hoa đất thì nó lớn rất là nhanh, không như giống như một số cây trồng ở vườn mình đánh lên thì nó sẽ kém hơn. Nhưng mà đây nhà em là toàn là chậu hết rồi. Khi mình đánh lên chậu khác hoặc là cho ra đất thì nó sẽ càng phát triển nhanh. Đấy, những cái loại mình hãm lụ. Đây, những cây cho chai này thì là 1-2 triệu. Dòng nhà em thì từ 300-400, 500, 1 triệu, 2 triệu. 1-2 triệu cũng có, nhưng mà ít. Đây là cho chai này. Đây, cái này nở đây. Chào các bác nhé, em có ít mai tử cái loạt choai choai này bán này.
Tê lụ. Chào các bác nhé, em giao lưu các bác một cây mai yên tử đây. Đây là đang là lụ của nó. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12 dương lịch, tầm khoảng một tháng rưỡi nữa là Tết. Tầm này là chắc là lò đẹp Tết. Đây là lụ này, thân nhé. Cây này từ dưới mặt chậu lên trên cây là cao vào tầm khoảng 1m2 các bác. Đây là 1m2. Đây là gốc của anh. Đây là anh nhé. Các bạn